rồi anh em, đang đón bạn vào lắp cái tay cũng tròn các bạn nhé. Xe PKR 270. Thoải mái luôn. Ok, xong luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ lắp xem chai cái tay cương tròn của bạn nhá. Rồi, vào vị trí này. Để mình hỏi xem mình còn lấy cái gì được không. Em trai ơi, bây giờ em lắp cái tay cương tròn đúng không? Lắp tay cương tròn đúng không? Ok. Lên một tí nữa là chuẩn đúng không ạ? Cái này lên một tí nữa thôi. Lên một tí nữa là được. Ok, anh em cứ cho nhiều nước vào trong bình nhá. Đây các bạn này, một chậu nước luôn này. Đấy, anh em cho chậu nước vào, cái này là dán 3M, anh em dán nước thoải mái luôn. Không bao giờ sợ bong nước cái thứ. Các bạn dán thoải mái luôn. Các bạn đang can đê đôi mắt quỷ anh em nhá. Mắt quỷ. Mắt quỷ này thì dán lên mặt cabo rất đẹp anh em ạ. Nó vừa cân xứng với mặt cabo luôn. Lên một tí thôi. Chú ai lên một tí thôi chú. Đầu vách giờ thì đẹp rồi nhưng mà lên một tí. Điều viên cái này cho lên một tí. Nó dưới đây chung mà, nó dưới đây hợp nhất là đấy. Thế là chúng ta tương đối được thôi. Vẫn lên. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, đây con cầu đấy các bạn. Đây cầu thì con này thì mình đã rút kinh nghiệm rất là nhiều năm bán. Bán con này, thứ nhất là con này thì chúng ta sẽ phải mài ít cái gương là chuyện bình thường rồi. Thế là mình sẽ mài. Sau khi mài xong thì con này chỉ bắn được một đinh rút ở phía dưới thôi, còn nếu mà cố tình bắn phía trên thì nó sẽ rất là khó, nên bên trên là mình sẽ xử lý bằng cái đinh rút gen bốn cạnh, nhưng mà bên trong mình đã bôi rất là nhiều cái silicon. Ấy giờ anh em hỏi có thể là ra câu hỏi mình tại sao không bắn con đinh rút ở dưới, thì xin thưa các bạn là con trên nó sẽ bị chạm vào cái cột trụ thứ hai đấy, thành ra rất là khó làm, nên là mình chơi bài toán này để cho an toàn cái cột trụ và thứ hai là nó chắc chắn. Đấy các bạn nhá, rất là chắc chắn luôn. Bên trong thì mình đã vẫn phủ keo rồi, silicone rồi. Đây, để xa nó sẽ như thế này. Gương tròn thì rất là led luôn. Gương Korea. Ôi, cắt không? Có cắt không em? Chém ạ? À? Đâu, nào em? Cắt cộng dọc thì nó thấy anh ạ. Cắt hết luôn à? Cháy, tầm này. Hai anh em mình đang cắt cái này các bạn nhé. Để cho nó vào gương này. Cắt quá. Cái này mà hôm nào trời nắng ấy, bóc phát ra ra ngay. Chạy anh ạ. Đúng rồi. Sau khi lắp xong tay cầu thì đang thay cho em trai cái đèn trong cabin các bạn nhá. Cái này thì rất nhiều anh em hỏi mình là tháo lắp kiểu gì, vì nhiều người cũng sợ cái lúc cậy cái này thì nó vỡ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tháo cái đèn, thay cái bóng đèn trong cabin trần của Yusu rất đơn giản luôn. Anh em nhá, anh em nhìn thấy trên này nó có hai cái chấu này. Các bạn nhìn thấy không? Có hai cái vệt này, thì các bạn sẽ cầm cái tô vít hai cạnh bậy đúng ở chỗ này nó sẽ ra luôn. Đây các bạn nhìn nhé, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái tô vít bé. Cái tô vít bé này. Đó các bạn thấy không, cái tô vít bé các bạn ấn đây cho mình. Ấn rồi đấy, các bạn ấn nhẹ thôi. Đấy thì các bạn sẽ lại nó ra luôn. Các bạn nhìn này, rất là đơn giản. Đấy, đèn Kia, rồi đèn Hyundai, rồi tất cả các dòng đèn thì đều các bạn đều như vậy các bạn ạ. Nó sẽ có mấy cái cựa đây này. Đấy các bạn nhìn thấy không, rất là rõ đúng không. Các bạn chỉ việc cậy như này là sẽ ra luôn.
Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ có bốn chỗ. Thì các bạn cứ cậy hai chỗ trên cùng, các bạn cầm, các bạn bậy nhẹ bắt đầu sang. Rất là đơn giản. Đấy, các bạn thấy không? Này. Ok chưa các bạn? Đây mình quay lại các bạn xem ra đây được hai cửa này. Đó, bên trong thì nó có hai cửa bé bé thôi. Anh em chỉ việc cậy bắt đầu ra luôn. Đấy, sau khi cậy xong thì các bạn cầm cái tool vít hai cạnh, các bạn bắn nhẹ cái bóng len này ra cho mình. Đấy, các bạn bắn nhẹ cái bóng len này ra giúp mình. Đó là các bạn sẽ thay được cái bóng led. Đấy, các bạn thấy không? Đây là bóng sợi đốt này. Giờ mình thay cho em bóng led cho sáng. Khi thay xong thì bên mình sẽ lấy cái bóng led này ra thay cho em ý. Bóng này thì sản xuất tại Tàu các bạn nhé, bóng Tàu á. Đấy, làm rất đẹp luôn. Đấy, thay vào đây các bạn. Đó, thay vào đây các bạn này. Đấy, cho nó các bạn cài bóng này thì các bạn lưu ý là khi các bạn cho vào đây, nếu mà nó không sáng thì các bạn đảo chiều cho mình nhá. Các bạn bật công tắc lên cho mình này. Đấy, xem nó sáng hay không sáng các bạn đảo quay lại đầu bóng cho mình. Đấy, quay lại cái đầu bóng này. Đấy, cái này nó phải đúng chiều nó mới sáng này, các bạn thấy không? Ok chưa? Đấy, các bạn thấy không? Các bạn nhớ là nếu mà nó không sáng các bạn đảo chiều cho mình nhá. Các bạn quay chiều cho mình cho bóng nó sáng. Đó, các bạn thấy ok chưa? Đấy, con này led các bạn ạ. Rất đơn giản luôn. Ok anh em. Sau khi thay xong thôi thì bạn đậy ở đây cho mình là xong. Đấy thì bóng led thì nó sẽ sáng, bóng sẽ đốt vàng vàng, và thứ hai là nó sẽ có cái màu trắng, thì các bạn nhìn đọc báo đọc hiệu nó dễ hơn. Đấy, thế ok anh em nhá. Đấy, tay tắt bật bình thường. Đó, ok cho anh em. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn thay cái bóng đèn trần trong cabin. Cái toàn bộ dòng xe Kia, Hyundai, Isuzu đời mới, đời cao, đời thấp thì đều phải dùng cái tô vít bé như thế này, và nó đều có những cái chấu ở phía trên như này, kể cả Hyundai, Kia các bạn nhé, kể cả xe con như vậy, nó đều có những cái chân chấu như này. Rất là đơn giản thôi anh em, chỉ việc làm như vậy là xong. Đấy, ok luôn, ok là các bạn nhé. Ok anh em, rồi cái thùng của mình đã lắp xong rồi, sao đấy, ok cho anh em. Ok em, của em là đây này, để cậu em đấy, rửa ghép bộ nước chiều thứ hai qua. Ok em trai, còn gì tủ đây, của em 120 này, cộng với 300, cộng với 450, cộng với 50, 920 của em thôi. Anh có cái kẹp điện thoại không? Giá điện thoại à? Chưa, để đăng hết cho trai ạ, đăng hết. Em kể Chrome mà gương cầu rồi à? Không có rồi luôn à? Kẹp quay đầu lại nhá. Em vừa bắt đầu gần đến xe đỏ là có lối rẽ sang, rẽ luôn nhá. Thank you em. Đấy, cuối cùng thì làm xong em trai nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Em mình đến từ Mê Linh các bạn nhá. Đấy, bạn đi từ Mê Linh này các bạn này. Đấy, em cũng hết 50 đô thì rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Thank you em trai nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Bạn ấy là chạy hàng nhà các bạn nhá. Bạn ấy chạy hàng nhà thôi, thành ra là chiều bạn mới rảnh, bạn phi từ Mê Linh ra ngoài này là mất 50 cây số, đi mất tầm khoảng hơn 2 tiếng mới ra ngoài nhà mình. Và bây giờ thì em phi về nhà là phải tầm 8 giờ tối. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn, thank you em. Chúc em mọi thứ xuân buồm xuôi gió nhá. Đây, thứ hai thì mình sẽ hẹn lại em ý để em đi qua đấu nắp cái gương lên đời tay gương Isuzu QR và lên đời tay gương đôi đấy. Thì thứ hai mà mình sẽ qua sửa nhà mình chế thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, thank you em trai.